sao vậy? Em thấy các thành viên trong câu lạc bộ không? Người ra tiền, người ra sức để ủng hộ câu lạc bộ. Còn em làm được cái gì? Em cứ đà gì hoài á, chắc anh phải tìm người thay thế cái chức phó chủ nhiệm của em thôi. Không muốn bị loại bỏ khỏi câu lạc bộ FC, Xuân buộc phải kiếm tiền đưa cho tên Long. Xin việc làm đúng không? Dạ. Cưng ở nhà may mắn lắm á nha. Còn dư đúng một chỗ tiếp viên. Khách muốn gì là phải chịu khách ở đó à nghe. Bà Xuân tin tưởng con gái, tin vào lời hứa của con, nên lơ là việc giám sát Xuân, và cô bé đã tìm đến xin làm tiếp viên tại một nhà hàng. Con qua nhà nhỏ Trâm nó học nhóm mà, con bỏ phân lớp rồi. Với lại bây giờ con gái lớn rồi, làm cái gì, quyết định cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó chín chắn nghe không? Dạ, con biết rồi. Đón xem tập 16 bộ phim Dưới một mái nhà phát vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2024 trên sóng QRT.